Thì bây giờ Tân đang đi ăn sáng ha, theo lời yêu cầu của rất là nhiều bạn muốn quay cuộc sống ăn sáng của Tân. Có nhiều bạn hỏi rất là dễ thương là sao không thấy kênh đi ăn sáng. Kênh có đi ăn sáng nha các bạn. Nhưng mà vì không phải lúc nào Tân cũng có thể quay lại với các bạn được. Thì ở đây là một cái quán rất là dễ thương, quán này tên là Bánh Cuốn Hồng Thịnh, số 17A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Gá, quận Nhất nha. Đây là nơi mà Tân cảm thấy những món ăn Huế ở đây á là ngon nhất ở Sài Gòn. Họ bán rất là đa dạng, đầy đủ đó, menu của họ rất là đầy đủ, bạn thấy không? Đó, menu rất là đầy đủ, tất cả các cái món ăn ở đây rất là đầy đủ, đa dạng. Cơm có, bánh ướt có, bánh cuốn có, rồi bún ốc, rồi hến súp bánh đa, ốc súp bánh đa, rất là ngon, nhìn hấp dẫn ghê gớm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Mình sẽ ăn cái món rất là ngon thích ở đây. Để mình coi kêu người coi. Cho một cái cơm hến, cơm hến, rồi cho một cái bún ốc với là một cái ốc súp bánh đa. Ok, kêu một lần mà ba món luôn, ăn thử là sao, rất là tuyệt vời. Bây giờ ốc đã ra rồi nha. Đây chính là tô bún ốc. Bây giờ tôi cứ nói là ốc là rất là nhiều, ốc rất là nhiều luôn, cà chua, chả. Rồi bây giờ Tân không biết ăn đâu, muốn ăn đồ chuối thôi, gắp đồ chuối vô, chút xíu giá vô, không, rồi chút xíu ớt, mình ăn phải có ớt, ít thôi đừng nhiều, ớt vừa, chứ mình không ăn ớt nhiều, nó có vị the the thôi, đó, còn cái tô nó nhỏ nhỏ như vậy thôi mà rất là hấp dẫn, ăn miếng rào trước nè. Nó vừa vị chứ nó không có phải là mặn hay là ngọt quá. Cái ngọt ngọt từ ốc mà. Ốc tươi. Rất muốn chả liền. Cơm. Cơm hớn ra luôn. Đúng rồi. Anh này là gì? Cái này hến. Ok. Đem lộn, đem lộn. Mình gọi cơm hến mà đem lộn bún hến. Nhưng mà tô bún hến quá hấp dẫn. Mấy người đã lộn ra trước mặt tôi rồi. Đã lộn ra tô bún hến rồi. Lần sau tôi phải ăn tô bún hến. Rất là may mắn là các bạn nhìn thấy tô bún hến hấp dẫn cỡ nào. Giòn quá, giòn, ngon quá, giòn quá, giòn. Nó ngon ốc nè, ốc ngon quá, ốc quá ngon, ốc nó giòn thơm. Thank you.
buổi sáng đó, đi ăn những cái món nước á, là để đó, cái mình nó như nóng á, đổ mồ hôi á rất là tốt. Quá cho ốc luôn, ốc ăn không hết luôn, thiệt sợ luôn. Nãy giờ ăn ốc mà ăn coi nè, ốc ăn nãy giờ ăn không hết. Đó, thấy chưa, đây mới là cơm hến nè. Em dẹp bớt cái bánh này nó rộng bạn. Ok, đây là bánh đa ốc, có bánh đa nữa nè, thấy không? Mình sẽ ăn từng món, từng món để mình review với bạn xem. Rồi nó ngon thì nó ngon. Mà nói á, bạn ăn ở đây mà không có thể bỏ được cái phần nước lèo, hấp hoài được hoài. Đặc biệt nó còn có nước sâm nhà làm nữa, nước sâm này rất là thơm, không có quá lạnh nữa mà gọi là làm cho bạn bị đau cổ họng hay là nó khó chịu vào buổi sáng, sâm rất là thơm. Rồi sâm, nước sâm nó thơm. Bây giờ mình để cái tô này qua một bên nha, mình review cái cơm này, cái cơm hến này. Thật tình mà nói với các bạn luôn á là cơm hến là của camera, nhưng mà nè, quậy lên, cái quậy cái nước mắm nêm này lên, nước mắm này nè, rưới vừa phải thôi, rưới xung quanh tô vừa phải thôi nha, đừng có rưới nhiều quá vì nó sẽ mặn. Thử chứ coi là cái khẩu vị của mình. Ở trong hến có đậu phộng, có mè, ở dưới là có rau, rau ghém ngon mà có trộn lên đó, hương vị nó cũng bị chung mà cũng trộn lên ngon đó, trộn lên đó. Rồi trời ơi, trời ơi, cái đậm đà à. Mình là mình ăn á, cái này là mình ăn một lúc hai cái luôn, chứ không phải là ăn một cái, ăn một lúc hai cái bẻ bánh đa nè. Thấy giòn hay chưa, bẻ bánh đa rất là giòn, để đây đỡ đi. Rồi hai muỗng nè, nâng cái ốc lên, thêm chút xíu cái mắm của này nè lên. Đó, sau đó múc một muỗng cơm. Thơm, rất là thơm, cay cay, đồ chung nó cay lắm, đồ chung cay cực kỳ cay luôn, ớt nè. Mình đó ăn cực kỳ thích đó, bánh tráng này chấm cái bánh nem nữa ăn. Nó lại giống như cái tinh bò vậy đó, chiên cơm hến hoặc là bún hến thì phải có cái phần ốc xúc này, chứ là cái cơm bò ăn nữa.
Tội nghiệp camera quá. Đây là chén nước khóm, uống nước là mát, lợi hại. Trời ơi, phải nói là còn gì bằng nữa, thật sự luôn. Không còn gì bằng cuộc sống mà đây rất là bình dân, rất là bình dân luôn. Bạn ăn cái này nãy giờ tính ra cho cả chỉ cho 100.000 thôi, chứ không thật sự ở ngoài bây giờ ăn hai tô phở cũng hết 100.000. Ok, đủ các món ăn hết nha. Địa chỉ Tân để trên clip và hoặc là phần giới thiệu cũng như là trang fanpage của Tân. Hãy đến đây để biết được bún bánh các món ăn này nó ngon thế nào. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.